Xin kính chào quý vị và các bạn. Celen.vn rất hân hạnh được gửi tới quý vị và các bạn những thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật được. Và ngay sau đây sẽ là những thông tin chi tiết. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trung Quốc lên tiếng sau tin Ấn Độ điều 10.000 quân củng cố phòng thủ. Quan chức Trung Quốc lên tiếng sau khi truyền thông Mỹ đưa tin rằng Ấn Độ dường như đã điều thêm 10.000 quân tới khu vực biên giới tranh giữa hai nước để củng cố phòng thủ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh ngày 8 tháng 3 cho biết, Bắc Kinh tin rằng động thái của Ấn Độ nhằm đưa thêm quân tới biên giới tranh chấp giữa hai nước là không có lợi cho việc giảm bớt căng thẳng. Trước đó, Bloomberg và một số kênh truyền thông phương Tây dẫn nguồn từ các quan chức Ấn Độ nói rằng New Delhi đã triệu tập 10.000 quân nhân đóng quân ở biên giới phía Tây và gửi họ tới khu vực biên giới với Trung Quốc để củng cố năng lực phòng thủ. Theo truyền thông Ấn Độ, 10.000 quân nhân này sẽ hỗ trợ nhiệm vụ bảo vệ đường biên giới dài 532 km với Trung Quốc ở Uttarakhand và Himachal Pradesh, hai vùng giáp với dãy Himalaya. Bà Mao Ninh cho biết, Trung Quốc cam kết hợp tác với Ấn Độ để bảo vệ hòa bình và ổn định ở khu vực biên giới. Chúng tôi tin rằng hành động của Ấn Độ không có lợi cho việc bảo vệ hòa bình và không có lợi cho việc giảm bớt căng thẳng giữa hai bên. Bà Mao nói thêm rằng, việc Ấn Độ tăng cường triển khai quân sự ở các khu vực biên giới không giúp làm dịu tình hình hoặc bảo vệ hòa bình và an toàn ở những khu vực này. Năm 1962, Trung Quốc và Ấn Độ đã nổ ra chiến sự dọc theo các phần của đường biên giới dài 3.800 km chưa được phân định rõ ràng. Căng thẳng nóng lên trong những năm gần đây khi hai nước xảy ra các cuộc đụng độ tại những khu vực tranh chấp. Tình hình trở nên leo thang căng thẳng sau cuộc đụng độ của Trung Quốc và Ấn Độ ở thung lũng Gawan vào năm 2020, vụ việc khiến 24 người ở hai bên thiệt mạng. Kể từ cuộc giao tranh, căng thẳng giữa hai nước liên tục leo thang khi các bên đều triển khai quân nhân và vũ khí dồn dập tới các điểm nóng. Tuy nhiên, hai nước sau đó đã thống nhất xuống thang căng thẳng ở biên giới và cũng bắt đầu rút bớt quân, xe tăng, khí tài quân sự khỏi khu vực tranh chấp. Hai bên đã tổ chức nhiều vòng đàm phán quân sự để giải quyết căng thẳng, trong đó Ấn Độ nhấn mạnh rằng quan hệ với Trung Quốc không thể trở lại bình thường trừ khi các vấn đề biên giới được giải quyết.